Chúng mình sẽ bắt đầu dọn ra. Nói chung là hôm nay là một video hơi bị choáng ngợp, nên là cái tình hướng dẫn hơi ít một chút, nhưng mà thôi, hãy thưởng thức sự hoang mang này cùng với mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Dinology và Tetology. Tập này là tập thứ 7. Ok, tập này là tập thứ 7 trong series Tetology. Và đến tập thứ 7 này thì các bạn đã đi qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc với mình rồi. Từ trang trí nhà, dọn nhà, mua sắm quần áo, rất là mọi thứ. Thì đến tập thứ 7 này thì đây sẽ là một tập vô cùng quan trọng. Bởi vì đây là tập mình sẽ tổng kết cuối năm với cả những người thân và bạn bè của mình. Thì đây sẽ là tập bữa tất niên. Bữa tất niên này sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là mình sẽ chuẩn bị. Thì mình hy vọng rằng cái gợi ý của mình cho một cái bữa tất niên thì có thể giúp cho mọi người thấy nó rõ ràng hơn, bởi vì là mình cũng đã từng là một bữa cỗ rất là truyền thống với chị Mai rồi. Và mình nghĩ rằng là đến cuối năm ấy, mọi người sẽ không ai muốn ăn cỗ liên tiếp. Nên là mình sẽ có một cái gợi ý về một bữa tất niên theo phong cách đồ barbecue, đồ Tây, để làm nó làm mới lại tất cả những cái quan điểm của chúng ta về đồ ăn, và chúng ta có thể làm mới được. Và mọi người sẽ bớt chán, bởi vì không phải lúc nào ăn nem, ăn giò, ăn chả nó cũng hợp lý. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bữa tất niên của Dino. Bữa tất niên của mình ngày hôm nay thì sẽ có menu như sau. Đầu tiên là salad, ăn đồ Tây thì lúc nào mình cũng sẽ cố gắng là bày đồ ăn ở trong nhà để cho mọi người tự đi kiếm đồ ăn các thứ để cho nó tự nhiên. Chứ mình không có cho mọi người ngồi một chỗ thì rất là mất công phục vụ, mình cũng lười nữa. Nên là sẽ có salad này, sẽ có mì này, sẽ có đồ nướng thì bao gồm có mực, có thịt bò, có gà. Và sau đó thì tráng miệng có tiramisu, có kem. Và ngoài ra thì còn một số đồ mình đang sẵn có trong nhà mình sau cả một đợt Tết mình nấu ăn. Ví dụ như là bánh mì pate số rách nhà bạn mình làm, thì mình sẽ có pate ăn với baguette. Ngoài ra thì có cả cái nem chua rán, một chút nem rán. Thì hy vọng rằng bữa tối hôm nay sẵn sàng. Và let's cook. Và các bạn biết không, buổi tối thì đám bạn mình thì nó sẽ rất thích uống gin và tonic. Và mình thì có một cái công thức pha gin tonic rất là ok. Đó chính là mình sẽ sử dụng cái ice cucumber. Có nghĩa là đây là quả dưa leo. Quả dưa leo mình sẽ cắt mỏng ra thành những cái lát mỏng như này, xong mình cho vào ngăn đá. Khi mà cho vào ngăn đá xong thì nó sẽ thành một cái miếng đá có mùi dưa leo. Và mình sẽ sử dụng cái đấy để cho vào gin và tonic. Gin là một loại rượu rất là phổ biến, và mình nghĩ rằng là các bạn nữ uống sẽ rất là hợp, bởi vì nó có mùi thảo mộc rất là mạnh. Nó cũng là một loại rượu mạnh, nhưng mà khi mà pha với tonic thì nó sẽ rất là ok. Thì mình sẽ pha gin tonic với cả cucumber là đá, và thêm một cái thành phần bí mật của mình nữa, đó chính là một chút siro quả sấu Hà Nội. Với nước sấu Hà Nội pha vào nó sẽ rất là ngon. Như nào thì từ về sau các bạn sẽ biết. Và bây giờ thì mình sẽ cắt tất cả những cái dưa leo này và để vào ngăn đá, để có chúng ta có đá dưa leo, đá dưa chuột. Đây, dưa chuột đã xong thì mình cho dưa chuột vào trong ngăn đá. Tạm thời mình sẽ để nó như thế để cho nó đông đá lại. Năm ngoái thì mình đã có dự tính là nhà bếp của mình sẽ có hai tủ lạnh, nhưng mà chị Mai cản, mình trả lại tủ lạnh cho người ta. Nên là bây giờ các bạn thấy năm nay Tết nó căng như thế nào. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tiramisu. Tiramisu thì cũng là một cái loại bánh có rượu. Rượu ở trong tiramisu thì gọi là rượu rum. Rượu rum này thì nó rất là thơm, có một mùi thơm rất là đặc trưng. Bạn nào mà mê ăn tiramisu các bạn sẽ biết cái này. Thì hôm nay thì mình sẽ làm tiramisu theo công thức của mình. Thì đầu tiên mình sẽ cho vào đây khoảng 400ml cà phê. Nước cà phê đã được pha ra thì mình đã pha cà phê, sau đó mình hòa với cả rượu rum thì nó sẽ thành một hỗn hợp rượu và cà phê. Thì các bạn biết không, rượu và cà phê thì sẽ làm cho chúng ta vừa lâng lâng vừa say mà lại vừa tỉnh táo rất là bốc. Nó sẽ là một cái rất là hợp lý cho một cuối mùa lễ hội cuối năm. Thì mình sẽ cho cái phần rượu và cà phê này vào trong thùng lạnh. Ôi trời ơi, tủ lạnh của tôi đã quá là chật rồi. Và bước tiếp theo để làm cái tiramisu cho tối nay thì mình sẽ đánh trứng với cả đường trước khi mình phô nó với cả mascarpone. Thì ở đây mình sử dụng 6 lòng đỏ trứng lớn, hoặc là ở đây mình hết trứng lớn thì mình sử dụng 3 lòng đỏ trứng lớn và 4 lòng đỏ trứng nhỏ, và khoảng 100g đường. Ở dưới thì mình có để một chút nước sôi. Và mình sẽ đun lên và làm nóng phần trứng với đường này bằng nước nóng. Hơi nóng của nước sẽ làm cho trứng và đường tan vào với nhau. Mình sẽ đánh tới khi nào đường tan hết. Đó. Mình sẽ tắt bếp đi coi chừng trứng nó chín. Và bây giờ mình đã xong. Và bước tiếp theo mình sẽ đi đánh mascarpone. Mascarpone là một loại kem Ý. Mình không, rất là khó để có thể giải thích, nhưng nó là một phô mai kem kiểu Ý. Nói chung là các bạn cứ ra tiệm đồ Tây các bạn mua mascarpone là được. Nói chung ấy là cái mascarpone của hãng cái Tatua này, về cả whipping cream của Tatua này, mình thấy họ có một cái packaging rất là hay. Đó chính là họ có một cái bơm khí ở đây để tạo ra một cái sự cứng ở bên này. Khi các bạn lấy kem ra, các bạn có thể vặn bóp cái này vào, cuộn cái này lại để làm sao cho mascarpone nó có thể
chui ra hết. Trong tất cả những mình hay nói mọi người là mình làm bánh không có giỏi nên mình rất sợ làm bánh, nhưng mà tiramisu là một trong những cái loại mà mình thích làm bởi vì nó dễ. Đấy, nhờ cái tay bơm hơi này cuối cùng mình đã bóp ra khá là kiệt toàn bộ số mascarpone của mình. Định lượng của cái mascarpone lần này là 500g nha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 50ml rượu rum cho vào trong cái mascarpone. Sau đó mình sẽ đánh cái mascarpone để cho nó quyện vào với nhau. Chết rồi, hình như anh bị đánh quá tay rồi. Vì anh vặn nhầm. Đúng rồi. Vặn lỡ tay mà hả? Bây giờ sao đây? Anh vặn đúng lỡ tay một cái rồi đấy. Nó tách kim rồi. Nó tách rồi. Oh no. Rất xin lỗi bởi vì đáng ra tốc độ số 5 sau vặn ngược chiều kim đồng hồ. Không phải vặn ngược cái chiều tắt đi. Đang định tắt đi rồi. Thế vặn lên thành số 10. À, drama là giống như trong bếp của Gordon Ramsay này. Giờ làm gì bây giờ? Phải gọi mua cái mới thôi. Đây, mình đã phải order Grab gấp một túi mới để có thể làm lại món vừa rồi. Nhục ơi là nhục đấy các bạn. Đánh làm xong tách cả bơ cả dầu ra, nhục quá là nhục luôn. Đấy, nhưng mà tai nạn trong bếp thì vẫn thường xảy ra. Vẫn thường xảy ra các bạn ạ. Và sự trả giá của tai nạn trong bếp các bạn biết là gì không? Là chúng ta sẽ phải đi mua nguyên liệu mới. Rồi, đánh whisk tay hay là đánh máy? Ok. Bây giờ trợ lý mình nó sợ đến mức mà nó không cho mình đánh máy nữa luôn. Vì không là mình sẽ phải đi mua lại. Vì cái này mà đánh quá tay một tí là sẽ tách bơ tách dầu ra. Nó sẽ trở thành một cái hỗn hợp rất là oily. Đây, đánh tay. Chỉ cần đến như này là đã gần được rồi các bạn này. Hỗn hợp mascarpone với cả rượu rum. Rồi, đã đặc và rất đẹp. Đấy, đã nghe tiếng stop ở ngoài rồi đấy. Bây giờ đáng sợ hơn thế cơ mà. Mình sẽ cho cái phần trứng mình đã chuẩn bị từ trước vào trong cái phần mascarpone đã được đánh với rượu rum. Còn trứng thì đã được đánh với đường. Mình sẽ trộn hai cái vào với nhau. Nói chung ấy là khi mà mình làm một bữa ăn nào ấy, mình rất là ngại nếu mà mình làm một bữa ăn 10 khách mà mình không nấu một món gì hết. Nên là hôm nay thì mình đã chuẩn bị barbecue, là gần như là mình đã không nấu gì, mình chỉ có chuẩn bị than và ướp đồ thôi và nước sốt. Nên là mình sẽ phải làm ít nhất là 2 món. Nên là trong ngày hôm nay đã có 2 món là mình làm. Là món tráng miệng là tiramisu. Món thứ hai là món chính, đó chính là mì cua. Nên là đấy, đối với mình ấy, khi mà mình mời khách là phải có đồ mình làm thì mình mới tự tin đấy là bữa tiệc của mình được. Còn nếu mà mình đi mua hết, mình không nghĩ đấy là bữa tiệc của mình. Nó giống như là mình chịu trách nhiệm đi order hộ mọi người, mang đồ nhà hàng về nhà ấy. Hơi bị ỏ thủ đúng không? Nhưng mà đấy là mình trộn đều trứng và mascarpone. Đây các bạn thấy không? Chúng ta được một hỗn hợp kem mascarpone với trứng óng mịn vàng. Wow, đẹp quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm whipping cream. Mình sẽ cho vào đây một chút nước cốt chanh. Sau cái chim đáng là mình cho vào theo mô mít để đánh được. Nhưng mà trợ lý mình, cái Vân, sau cái quả mình làm tách dầu mascarpone nó sợ quá, nó bắt mình đánh tay. Xong. Đây, whipping cream mình đã đông rất là đẹp, rất là cứng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Tiếp đến chúng mình sẽ trộn cái phần trứng và mascarpone vào với whipping cream. Thì đến đoạn này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật fold. Cứ đổ từng chút một nha. Đó, fold lên. Nhìn cái phần mascarpone và trứng nhìn như là sữa đặc có đường ấy. Lúc nào mình nấu ăn xong mình đang đến đoạn này mình nhìn vào chỗ nguyên liệu mình nghĩ à, mình đang nấu ăn cho bao nhiêu người đây? Mình đang nấu ăn cho bao nhiêu người đây? Liệu người ta có ăn hết không? Xong bạn mình ấy thì toàn những đứa sợ béo. Đấy, bụng cáp không ăn, chất béo không ăn, đồ ngọt không ăn, cái gì cũng không ăn. Và sau đây thì phần cua của mình đã cho vào ngăn đá và nó đã ngất rồi, ngất trên rắn quất rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý chỗ cua này để làm mì cua. Thì mình sẽ mang hai con cua này đi hấp. Vừa nãy mình quên mất chưa cho vani. Mình sẽ cho vào đây một nắp vani chút chút thôi. Bởi vì mình thấy mascarpone với tất cả mọi thứ rất thơm.
nên cái mùi vani là mùi nhẹ nhàng thôi, chứ trong mùi vani làm bánh mà trong bị mùi vani nó bị lấn át ấy, nó rất là giả, nên cho ít ít thôi. Xô của mình để mình nếm thử nhá. Xuất sắc. Hay cho thêm rượu nhỉ? Thôi, như thế thì nghiện lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái đoạn thú vị nhất trong việc làm tiramisu. Chị Mai muốn học không này? Đấy, chị Mai đang giúp mình rửa cua. Không, nhưng mà chị Mai nhìn đây này, trời ơi đây. Đây là cái bánh Finger Lady, gọi là bánh ngón tay cô gái, ngón tay mỹ nữ. Cái cách làm rất đơn giản, ở đây là cái hỗn hợp rượu và cà phê mình đã pha. Thì mình sẽ nhúng nó vào, lăn nó qua như thế này. Rất đơn giản, xong rồi đấy, bỏ bớt cái phần dư đi nhá, vì mình không muốn nó quá là... Đấy, xong rồi mình sẽ xếp thành một lớp bánh ở dưới. Nhớ là vừa thôi. Lần trước mình làm bị đẫm quá, ăn nó sẽ rất là mềm. Nên là nhúng này, 1, 2, 3, lên luôn, vẩy bớt nước đi, đảm bảo là đủ rồi. Nó hơi giống cái việc mà chúng ta đi ăn Haji Lao mà chúng ta ăn cả cái gọi cái tàu hukki chiên giòn ấy. Cái tàu hukki chiên giòn, các bạn chỉ cần để 3 giây thôi ăn nó sẽ rất là vừa phải. Còn có những người mà để cái tàu hukki chiên giòn ở trong nở Haji Lao lên đến tận 1 phút, ôi giời ơi, ăn nó nát bét bẹt 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 bẹt. Tiếp đến là mình sẽ cho một lớp kem mà mình đã dày công chuẩn bị lên trên. Ôi thôi chết rồi, tôi cảm giác là tôi làm kem đã không đẹp rồi. Đó, là một lớp kem dày công chuẩn bị và nó cũng nên dày luôn các bạn. Sau khi đã được một lớp kem dày thì chúng ta sẽ thêm một lớp bánh. Đây, lớp thứ hai. 1, 2, 3. Xong rồi. Các bạn cũng có thể thấy là hiện tại vào ngày 24 Tết mình làm tiệc tất niên, vẫn nghe từ mấy khoan trong nhà mình mọi người ạ. Mình sẽ không muốn nói về chủ đề này nữa. Sau lớp thứ hai mình lại để được nhiều bánh hơn lớp thứ nhất nhỉ? Chị Mai thấy em nào thuật không này? Lớp thứ hai em để được nhiều bánh hơn lớp thứ nhất. Trên cái mình của cái đấy giảm hơn. Chị Mai đã tìm ra được lý do cho mình. Vậy là mình đã làm ngấm nó hết chỗ cà phê và rượu vào đây. Nếu mà có cái túi bắt kem ấy thì các bạn cho vào đây nó sẽ đẹp hơn, điệu đời hơn. Nhiều khi mình làm đồ ăn, mình làm cố tình làm xấu đấy các bạn, để chứng minh được một điểm rằng là mình tự làm. Nếu mà mình làm đã ngon rồi, xong rồi nó lại còn đẹp nữa, chúng nó nghĩ mình đi mua. Nên là phải làm xấu xấu một tí các bạn ạ. Xong cái khay tiramisu lớn của mình, các bạn nhìn này, mình dùng khay thủy tinh nên là nhìn thấy các cái lớp ở giữa rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta chỉ cần thiếu một thứ nữa, đó chính là topping của nó. Topping của chúng ta hôm nay là bột cacao. Chúng ta dùng một cái rây để tạo ra một lớp bột mịn ở trên. Xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này vào tủ lạnh và chờ đến lúc phục vụ thôi. Quay trở lại việc hấp cua, chị Mai đã vừa rửa sạch cua cho mình thì mình có hai chú cua đã được đông lạnh. Ở trong này thì mình sẽ bật lửa lên hấp chín chúng nó. Còn làm như thế nào thì các bạn chờ hồi sau sẽ rõ. Trong lúc mà mình đang chuẩn bị những cái khác thì mình đã nhờ chị Mai và Vân đang bóc cua cho mình. Để làm cái món mì cua của mình ấy thì việc đầu tiên là chính là cần phải bóc cua ra khỏi vỏ và nên sử dụng cua có gạch thì cái món mì cua nó sẽ ngon hơn nha. Mình đã trở lại rồi đây, sau rất là nhiều việc linh tinh thì bây giờ chúng ta sẽ nên bắt đầu làm cái sốt mì ý, sốt cua của mình, bởi vì bây giờ mình mới phun đủ nguyên liệu. Các bạn biết không, bởi vì là hôm nay đường quá tắc, mọi người mua nguyên liệu cho mình không thể đủ được, và hôm nay có một cái tai nạn ở trên cái đường nhà mình nên là bây giờ mình mới có thể mua được đầy đủ nguyên liệu đây. Đây, đầu tiên mình sẽ lấy hành tím, 50g hành tím và 50g tỏi. Ở bên này mình sẽ cho một chút dầu ô liu. Chúng ta sẽ phi thơm hành tím và tỏi. Sau đó mình sẽ cho thịt cua vào cùng với một chút nước tương. Giới đoạn này công sức của chị Mai cả gần 1 tiếng đồng hồ gỡ cua cho mình. Đi vào hết trong này các bạn ạ. Mình xào thơm thịt cua cùng với cái cua lên với nước tương. Sẽ cho vào đây cà chua cô đặc. Ôi! May chưa dính vào áo. Thịt cua với cả cà chua đã rất là thơm rồi. Cái món mì cua của mình ấy nó sẽ hơi cay nên mình sử dụng ở trong này đó là một chút cái tương ớt Hàn Quốc lên men. Mình sẽ lấy một khoảng một thìa như này. Gì chứ mình thấy đồ Á của mình kết hợp hải sản với vị cay nó rất là hợp lý luôn.
Sau đó mình sẽ cho vào đây một chút kem nấu ăn, cooking cream. Thực ra không phải một chút đâu, nguyên một hộp á. Một hộp này là 200ml. Mình mua hơi bị thiếu cooking cream rồi. Đây, đây whipping cream. Mình sẽ cho thêm whipping cream. Mình còn phần từ lúc mà mình làm món tiramisu thì mình sẽ cho thêm vào đây vì mình thiếu cooking cream. Không sao hết đâu các bạn. Sữa nguyên kem. Đến lúc này mình sẽ cho nguyên liệu cuối cùng, đó chính là phô mai ricotta, nguyên một hộp ricotta nha. Tóm lại là mình cho vào đây khoảng 400ml cream cộng với một hộp ricotta này vào khoảng 250g. Và chúng ta sẽ nấu cái này trong lửa nhỏ trong vòng khoảng 20-25 phút. Trong lúc mà chờ cái này thì mình sẽ mang đi luộc mì. Về cơ bản là những món nấu sẵn đã xong rồi. Và mình chỉ luộc mì nữa thôi, còn đây là mình sẽ chuẩn bị những cái món barbecue. Ở trong này thì mình có cánh gà, chị Mai đang rửa mực cho mình. Michu thì đang hóng cánh gà. Mà không được đâu, cái sói ơi. Mình sẽ cắt cái tỏi của cái cánh ra và cái phần cánh dưới này riêng. Với phần đùi tỏi này thì mình sẽ không cần phải làm thêm. Còn với cái phần cánh này, để cho nó dễ thấm ấy, mình sẽ khứa. Để cho nó dễ thấm gia vị ướp của mình hơn. Đây là phần để wrap lên trên miếng thịt bò đây. Cái này để miếng thịt bò, đây là sốt để nướng mực. Đây là để cho nấm. Mì thì đã phần xong. Đây, thịt bò phần hạt hơn thì mình sẽ ướp bulgogi. Đó. Cánh gà, đây là cái sốt ướp cánh gà bí mật của mình. Nói chung là trong giới hạn của video ngày hôm nay thì mình chưa chỉ cho các bạn cách ướp cánh gà đâu. Hẹn các bạn trong video sau. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu dọn ra. Nói chung là hôm nay là một video hơi bị choáng ngợp. Nên là cái tình hướng dẫn hơi ít một chút. Nhưng mà thôi, hãy thưởng thức sự hoang mang này của mình nhé. Xin chào mọi người, đáng ra thì mình đã phải có một cái kết cho cái video tất niên. Tuy nhiên là ở video tất niên thì mình đã quá bận phục vụ mọi người, nên là mình không có thể là hoàn thành một cái video kết tất niên. Nên là hôm nay là một cái buổi tất niên khác, là một ngày hôm khác rồi. Mình đã nấu lại một lần nữa rồi thì mình mới nhớ ra để mình có thể chào kết cho mọi người. Năm hết Tết đến, mọi thứ cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Mình đã sửa nhà gần xong, cũng hoàn thiện gần xong series Tetology. Mọi người hãy cố gắng theo dõi đầy đủ series Tetology, bởi vì trên hành trình mình về Hà Nội thì mình còn quay tiếp cho mọi người hành trình về quê ăn Tết. Các bạn nghe quen không? Năm nào cũng có, và năm nay thì vẫn sẽ tiếp tục. Còn bây giờ đã xem tới đây rồi, nhớ subscribe kênh.
Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những số Tết Tology tiếp theo. Bye bye.